Xin chào quý vị và các bạn. Clip này thì mình sẽ dành để hướng dẫn các bạn mà đã bị hack mất pi ở trong ví mà không biết là ai đã hack của mình. Thì ngày hôm nay với cái giao diện mới, với cái những cái tính năng mới của ví pi mới được cập nhật vào ngày hôm qua, thì mình sẽ chỉ cho các bạn một cách để các bạn gửi một cái thông điệp đến cái đối tượng hacker đã lấy mất pi của các bạn như thế nào. Đây nhá, các bạn sẽ vào ví, đây giao diện ví chính của các bạn đây. Các bạn nhìn vào cái mục Pay and Request đó. Thì ở đây như trước mình đã giới thiệu các bạn ở phần cái tab phụ đầu này là nơi mà các bạn có thể scan hoặc là chỉ ra cái QR code của cái địa chỉ ví các bạn đang sở hữu. Hoặc nhưng mà mình sẽ thôi bỏ qua cái phần này đi. Khi nào mà bạn có pi ở trong ví, các bạn có thể giao dịch một cách suôn sẻ rồi thì các bạn dùng cái phần phía trên. Còn cái clip này mình sẽ tập trung vào việc các bạn sẽ gửi cái thông báo đòi pi lại với cái đối tượng đã hack pi các bạn. Thì các bạn sẽ nhìn vào mục số 2 là mục Menu Add Whitelist Address, nghĩa là các bạn sẽ add cái địa chỉ ví bằng tay, các bạn kích vào đây. Đó, thì các bạn sẽ nhập cái địa chỉ ví pi mà các bạn đã biết được rằng đối tượng này đã copy hack mất pi trong ví của các bạn đấy. Ví dụ bạn bị hack mất 153 pi đấy, chẳng hạn thôi, ví dụ thôi đấy, bạn không đòi lại nhiều, bạn chỉ đòi lại đúng cái số pi mà các bạn đã bị hack với nội dung như thế nào đấy: trả pi lại cho tao, mày sẽ phải nếu không mày sẽ phải trả giá đó. Nếu mà đối tượng hacker là người Việt, còn đối tượng hacker là người nước ngoài thì các bạn có thể lại ghi pay my pay this is my money đó, bla bla bla. Các bạn có thể sử dụng Google dịch để các bạn có thể dịch ra được những cái lời cảnh báo rất là đanh thép gửi đến đối tượng mà các bạn biết chắc chắn là nó đã hack mất pi trong ví của các bạn đó. Sau đó các bạn ấn request. Thì với cái tài khoản pi này của kênh Invest TV chúng mình thì hiện tại chưa được trả pi về ví, nghĩa là chưa được lên mainnet chính thức. Thì khi các bạn ấn request, nó sẽ thông báo là lỗi. Đấy, đây, nó sẽ hỏi là bạn yêu cầu 153 pi từ cái địa chỉ ví này. Đấy, bạn ấn request. Đó. Thì dĩ nhiên như mình vừa nói ở phía trước là cái địa chỉ ví này của kênh Invest TV chúng mình chưa được trả pi về ví, thế nên là chưa được lên mainnet chính thức. Còn nếu bạn nào mà đã có pi trong ví và đã bị hack và các bạn gửi cái địa chỉ, gửi cái thông điệp đòi pi này đến cái địa chỉ ví hack pi của các bạn ấy, thì nó sẽ ra một thông báo như thế này này. Đây các bạn xem này, đó đấy, với nội dung số lượng pi đòi và số lượng và cái thông điệp đó như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Thì các bạn thử đi, mình cũng không dám chắc 100% là cái đối tượng hack pi các bạn sẽ nhìn thấy được cái thông báo này, nhưng mà nhiều người cùng làm và có thể trong thời gian tới Bico Team sẽ có những cái cập nhật thêm nữa để có thể hiển thị được cả cái tên, cái địa chỉ, cái tên của cái địa chỉ ví hack pi các bạn ấy ra là người như thế nào, tên tuổi, tên thôi, chắc rất là tên thôi, thì các bạn sẽ dễ lần mò ra được cái manh mối của cái đối tượng hack đấy hơn. Thì với những cập nhật này thì mình nghĩ những cái đối tượng hacker thì họ sẽ phải suy nghĩ lại những hành động họ đã làm và có thể là sẽ gửi trả lại pi về ví cho anh em chúng ta nếu may mắn nhé các bạn nhé. Mình không dám hứa chắc, nhưng mà đây cũng là một cách để gửi những thông điệp cảnh báo đến những đối tượng hacker và hy vọng đánh thức được cái lương tri của những tên hacker. Cũng không dám chắc 100% những tên hacker này có một cái suy nghĩ tỉnh táo để có thể trả lại cho anh em chúng ta hay không, nhưng mà vẫn cứ phải thử thôi các bạn ạ, còn nước còn tát các bạn nhé. Các bạn thử đi và cho mình biết kết quả như thế nào.